Thì các bạn thấy là trong cái bảng vẽ flowchart của nước ngoài, người ta định nghĩa theo chuẩn quốc tế thì cũng là vậy. Như vậy là trong cái slide của mình thì các bạn thấy là sử dụng ký flowchart cũng như thế. Được chưa? Cho nên là chúng ta hơi phức tạp hơn thôi, nhưng mà các bạn sẽ chú ý để thực hiện cho nó dễ. Vậy thì chúng ta muốn vẽ được cái flowchart này thì nó sẽ bắt đầu từ những cái rất là cơ bản. Chúng ta sẽ phân tích bài toán ở dạng ngôn ngữ tự nhiên, tức là nghĩ gì nói đó, nghĩ gì nói đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ biểu diễn cái ngôn ngữ tự nhiên đó thành cái mã giả. Và sau đó thì chúng ta có thể thể hiện nó bằng lưu đồ thuật toán. Vậy các bạn sẽ phân biệt giữa ba cái này nó sẽ như thế nào? Trước tiên là chúng ta sẽ làm nó là ngôn ngữ tự nhiên thì nó sẽ ra làm sao. Chúng ta thử biểu diễn bằng Word. Word nó dễ làm. Với cái một đi, một ngôn ngữ tự nhiên thì chúng ta sẽ biểu diễn nó ra làm sao. Ví dụ thầy cho một cái bài toán rất là đơn giản, hôm trước mình làm nhập vào một số. Hôm trước mình có làm một cái bài toán đúng không? Nhập vào một số. Số. Kiểm tra âm hay dương. Hết. Đó là đề của chúng ta. Như vậy thì dựa vào cái đề này chúng ta sẽ chuyển nó qua cái dạng mã giả. Thì mã giả là gì? Mã giả là gì? Mã giả là một cái đoạn mình viết ra mà nó cũng giống như mình đang lập trình. Giống như mình đang lập trình, tức là từng lệnh một. Đó, từng lệnh một. Như vậy thì với bài toán này chúng ta có thể ghi bắt đầu. Tức là bắt đầu lập chương trình. Bước thứ hai mình sẽ làm tiếp, nhập vào một cái biến A. Ở bên trên mã tự nhiên thì không có AB gì hết, nhưng mà chỗ này mình sẽ ghi là nhập vào một biến A, nhập vào A. Tiếp theo chúng ta kiểm tra A lớn hơn bằng 0. Kiểm tra A lớn hơn bằng 0. Nếu đúng. Nếu đúng. Xuất A dương. Nếu sai. Xuất A âm. Rồi, hết chưa? Hết rồi. Kết thúc. Đấy, như vậy là chúng ta đã lập trình theo dạng mã giả. Thực ra chỗ này tổng quan chưa nói cụ thể lắm. Bây giờ muốn cho chương trình chạy thì chúng ta phải lập trình làm sao đó để máy nó hiểu. Bắt đầu là bắt đầu chương trình. Vậy bắt đầu bằng cách nào? Tùy theo ngôn ngữ. Tùy theo ngôn ngữ. Rồi, nhập vào A. Nhập như thế nào? Tùy theo ngôn ngữ. Hôm trước thầy nói các bạn rồi, khi mà mình đã có thuật toán rồi thì ngôn ngữ là không phải là vấn đề. Mình biết được ngôn ngữ C thì mình có thể lập trình bằng C cộng. Bởi vì cái lệnh nhập của C nó là print. Lệnh nhập scan print, bạn thông báo ra một câu dẫn, sau đó bạn scan để bạn nhập vào. Còn lệnh nhập của C cộng thì nó là C in. C in. Rồi cái lệnh nhập của Python chẳng hạn là bằng input. Thì tùy theo cái ngôn ngữ mà chúng ta chuyển thể thôi. Ngôn ngữ nó không có phải là vấn đề lắm. Khi mà bạn đã biết được thuật toán rồi thì với bất kỳ ngôn ngữ nào bạn cũng có thể tìm hiểu và chuyển tải rất là nhanh. Bây giờ cái thứ ba là chúng ta sẽ lưu cái dạng lưu đồ. Như vậy thì
lưu đồ, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn dùng một cái trang web để các bạn vẽ lưu đồ, chứ chúng ta không có vẽ trên Word. Trên Word cũng có các bạn, trên Word thì các bạn cũng có, các bạn chọn vô Insert, các bạn chọn vô Smart thì các bạn cũng chọn được cái flowchart, nhưng mà nếu mà các bạn vẽ bên này thì nó không được ok lắm. Hoặc là các bạn sẽ chọn shape nè, shape nè, ở dưới này là nó có những cái biểu tượng liên quan đến flowchart ha, đầy đủ hết mọi thứ, nhưng mà mình vẽ nó sẽ mất công, nó không đẹp, nó không đẹp đó. Rồi ở trong này thì thầy sẽ giới thiệu cho các bạn một cái trang web là draw.io, draw.io. Các bạn vô cái trang này thử nha, không biết có bị sai. Thử coi. Draw.io. Enter. Thì khi mà các bạn tham gia cái draw.io này á, lúc đầu nếu như mà bạn chưa đăng nhập thì nó yêu cầu là bạn sử dụng đăng nhập. Đăng nhập. Đó, bạn đăng nhập tài khoản nào ha. Lúc đầu nếu bạn chưa đăng nhập thì bạn chọn đăng nhập. Còn nếu bạn đăng nhập rồi thì thôi, nó sẽ yêu cầu bạn tiếp tục với cái quyền của mình. Còn nếu mà chưa thì nó hỏi là có được cấp quyền hay không, thì bạn chọn cấp quyền cho cái chương trình này nó truy cập vô cái Google Drive của mình. Rồi, bây giờ mình tạo mới nha. Tạo mới một cái diagram. Trong này nó có rất nhiều cái để mà vẽ qua cái trang này các bạn. Ví dụ như là các bạn vẽ ERP cũng được. Rồi các bạn vẽ cái ERD đó là cái sơ đồ lực đồ quan hệ đó. Hoặc là các bạn có thể vẽ cái sơ đồ mạng cũng được. Hoặc là các bạn có thể là vẽ family chart, tức là phá hệ đó. Được. Rồi sơ đồ quan hệ nè. RERD, Entity Relationship Diagram. Đó. Thì chúng ta sẽ chọn cái flowchart và tiêu đề của chúng ta. Tiêu đề của chúng ta là vẽ bài toán này là kiểm tra số dương. Đó, flowchart của chúng ta là kiểm tra số dương. Create. Nó hỏi rằng bạn có đưa vô cái thư mục hay là không, hay là nếu mà bạn đưa vô thư mục mà gốc á thì bạn chọn Z, còn không bạn nói không cho tôi cái thư mục mới, thì nó mở cái Google Drive của mình lên. Mình đang vô bằng cái Drive của cái tài khoản FPT, cho nên là các bạn đăng nhập vô bằng FPT. Tạo cho thầy một cái folder mới. com108 DA. Rồi qua đây. Folder. Tải lại. DA. Tải lại nó mất luôn. Hồi nãy mình lưu lại cái gì quên rồi. Kiểm tra. Âm gì? Kiểm tra số dương. GA. Pitch. Con 108. Rồi ok. Rồi select ha. Select con 108. Rồi, nó sẽ ra cái này là cái mẫu cho mình. Mình có thể bỏ đi. Cái này mình không cần, Ctrl A delete đi. Giờ mình sẽ tạo mới nè. Người ta sẽ cho mình bắt đầu. Chỗ này là vòng tròn elip, mình có thể bắt đầu mình chọn một là vòng tròn hay là elip, chọn một elip cho nó hay. Rồi, double click vô. Bắt đầu. Đó, phông chữ 12 nhỏ quá thì chúng ta for cho phông chữ của nó lớn lên. Còn không thì chúng ta cho thu nhỏ cái này lại và chúng ta zoom lớn nó lên. Zoom lớn lên thì chúng ta có thể vẽ được nhiều hơn. Nói vậy thôi. Rồi nhập
Nhập thì nó kêu là chữ nhập đúng không? À, hình 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 bình hành đúng không? Đây, nhập là hình bình hành, nhập xuất bình hành, tính toán là chữ nhập. Như vậy thì mình cứ làm đúng theo vậy đi. Nhập là hình bình hành. Rồi, chỗ này mình nhập A, bạn có thể ghi nhập A hoặc bạn chỉ cần ghi A là được. Bởi vì khi mà nhìn vô thấy hình bình hành là biết là ở chỗ này mình phải cần nhập A. Đó, không cần phải ghi chữ nhập A gì hết. Ghi A là được. Rồi, sau khi nhập xong thì bạn có thể kết nối lại để cho nó đây. Bạn đưa con trỏ vô đây. Bạn kéo xuống dưới này là nó nối lại rồi. Đúng ra là bạn chọn ở trên này nè, nhưng mà thực ra không cần. Ở trong cái raw io này nó hay là chỗ đó. Mình đưa con trỏ vô đây là nó hiểu mình đang muốn gì rồi đó. Rồi nó gợi ý cho mình là nút màu xanh kéo xuống đây nối vô. Khi mà bạn đã nối rồi, khi bạn đã nối rồi thì bạn cầm đối tượng này bạn chuyển đi thì cái điểm cái đường nối đó tự động nó đi theo. Sau khi nhập A thì mình kiểm tra đúng không? Đây, mình mới ghi nè. Nhập A mình mới làm xong. Bây giờ kiểm tra A lớn hơn không, lớn hơn bằng không. Vậy cái hàm cái khối mà để kiểm tra là khối nào? Khối nào kiểm tra đây? Chúng ta sẽ dùng hình thoi để kiểm tra. Ở trong bài nó có nè. Hình thoi để kiểm tra khối điều khiển. Như vậy mình sẽ kiểm tra cái gì? Kiểm tra cái gì? A lớn hơn bằng không. Kiểm tra A lớn hơn bằng không. Rồi sau khi kiểm tra là A lớn hơn bằng không xong thì mình cũng có thể kéo đây nối xuống đây cho nó nhanh gọn. A lớn hơn bằng không, nếu đúng thì làm gì? A lớn hơn bằng không nếu đúng thì xuất A dương, còn nếu sai thì xuất A âm ha. Như vậy chỗ này cũng là nhập xuất, cũng là nhập xuất, cho nên là mình xài lại cái này đi, Ctrl C Ctrl V cho nó cùng kích cỡ, mất công mình điều chỉnh thôi chứ không có gì hết trơn á. Rồi mình xuất ra A dương. Rồi copy cái này ra, Ctrl C Ctrl V xuất ra A âm. Vậy khi nào xuất âm, khi nào xuất dương? Kéo qua đây nối cái đã, kéo qua đây nối cái đã. Rồi kết thúc Ctrl C Ctrl V. Khi nào thì xuất dương các bạn? A lớn hơn bằng không. Khi nào thì xuất A dương? Điều kiện đúng. Điều kiện các bạn thêm cho thầy test. Test điều kiện đúng hoặc là true hoặc là dấu cộng. Chúng ta nên làm dấu cộng. Bởi vì dấu cộng thì cả thế giới đều hiểu. Không cần phải giải thích. Là dương. Ctrl C, Ctrl V. Bên này sẽ là dấu gì? Dấu trừ. Cả thế giới đều hiểu. Không cần phải giải thích gì hết. Nếu đúng như vậy thì A dương, nếu không đúng thì A âm. Và cuối cùng mình sẽ kết nối xuống đây để kết thúc. Đây, mình cũng kết nối qua đây. Hai cái nút này nó không đều nhau, mình chỉnh cho nó đều, nó hay hơn. Rồi, ok. Như vậy thì cái sơ đồ khối của mình xong rồi đó. Xong nhé. Bạn có thể chọn file save. Tức mình đã lưu vô Google Drive của mình. Mình đã lưu vô Google Drive của mình. Bạn mở 108 lên. Kiểm tra số dương nó đang nằm ở đây. Nằm trên Google Drive. Và chúng ta có thể file chúng ta chọn export. Export ra rất nhiều định dạng nhé. Rất nhiều định dạng. Mình chọn BNG. BNG là file ảnh dạng gì? Là file gì? Rồi, chọn export. Ra đây nó hỏi tiếp, file ảnh này lưu vô đâu?
lưu vô Rai, lưu vô OneDrive, Drop, Box hay là lưu vô đâu? Tùy, nếu bạn chọn OneDrive thì nó lưu trở ngược vô cái thư mục lúc nãy. Bạn chọn là download, mang về máy của mình. Đây. Đây các bạn, nó nằm trong thư mục download. Download. Được chưa? Rồi, khi các bạn làm xong thì các bạn có thể lấy cái này để đưa vô cái bài tập lab của mình. Bài lab của mình có một cái bài mà cần phải các bạn là vẽ flowchart thì các bạn đưa vô lab. Còn bây giờ cũng chính bài này mà các bạn làm xong các bạn đưa lên đây cho thầy. Ha, một cái vị trí rất là quen thuộc. Vị trí rất là quen thuộc. Đây. Download. Kiểm tra số dương. Các bạn comment ở dưới nha. Rồi, các bạn làm xong thì các bạn comment cái bài của bạn ở phía dưới với số thứ tự, mã số sinh viên, họ tên. Đó, comment cái bài của các bạn ở phía dưới này. Dễ không? Vẽ flowchart dễ không mấy đứa? Dễ ha. Rồi, ok. Các bạn thực hành nhé.